khóa 5 á, đặc biệt là chỉ tiêu phân công giáo viên đưa về lớp. Giả sử như là lớp tôi là có 40 người thì giáo viên ở trên phòng đưa xuống 5 người ở quận 1, 3 người quận Nhất, 2 người quận Nhà Bè, 8 người Củ Chi hay gì á. Cái bà chủ nhiệm bà đâu biết ai đâu, giao cho lớp trưởng. Thế là nó được rồi, giao đúng đài mình quá. Coi như một ngày mà có tin uống cà phê từ sáng tới chiều. Tại tụi nó biết, mấy sinh viên lớp mình mà nó biết là mình phân công mà. Thế là uống cà phê, uống thứ đó để mà phân công. Rốt cuộc ông tổ chức, ông nói kêu tôi tỉnh mà nói, rồi xong rồi, bây giờ tôi là phải phân công tôi về nhà chứ sao. Thế là tôi nhà tôi quận 1, tôi phân công gì, tôi về quận 1, bà xã tôi nhà Phú Nhuận, tôi cho về Phú Nhuận. Còn những người khác thì không, phải chịu thôi. Ủa em thường là phòng phòng phân công đó, cái năm khóa năm tôi đặc biệt là đưa về trường, đưa về lớp, lớp phân công, phân công xong rồi mới liền cái danh sách lên trên phòng, lên phòng tổ chức. Thì chỉ có đặt đó là tôi đặc biệt, cần tôi mới ở gần nhà thôi, tôi đi mất tiêu rồi.